Chí, Trung, Dũng. Nước Trần bị nước Sở đánh, phá tan mất cửa thành bên Tây. Sau người nước Sở bắt dân nước Trần ra tu bổ lại cửa thành ấy. Một hôm, Đức Khổng Tử đi xe qua đấy, không cúi đầu vào miếng gỗ trước xe. Thầy Tử Cống dừng cương lại hỏi, cứ theo lễ đi xe qua chỗ ba người thì phải xuống, qua chỗ hai người thì phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Này quân dân nước Trần, sửa sang cửa thành biết bao nhiêu là người, thế mà thầy đi qua không có lòng kính trọng, là cớ làm sao? Đức Khổng Tử nói, nước mất mà không biết là bất tri, biết mà không lo liệu là bất trung, lo liệu mà không liều chết là bất dũng. Số người nước Trần tuy đông mà ba điều ấy không biết được một thì bảo ta kính làm sao được. Lời bàn, cứ theo cổ lễ thì rất phiền. Đi xe qua chỗ ba người thì phải xuống, qua chỗ hai người thì phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Nhưng Đức Khổng Tử vốn là người hay giữ lễ, nên thầy Tử Cống mới hỏi. Đức Khổng Tử đáp thế, ý hẳn quan dân nước Trần bấy giờ, ai nấy đều ra dáng vui vẻ, hình như không còn ai biết đến nước là gì. Nếu quả vậy, thì có người cũng như không. Ngài không kính rất là phải, vì rằng ngu dân bách vạn, vị chi vô dân, nghĩa là nhân dân ngu dại thì tuy dân số nhiều đến trăm vạn cũng đáng bảo là không có người dân nào.